Chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi săn ếch cả nhà ơi. Bữa nay hai anh em đi săn ếch nữa. Nghe mình bỏ mình đây giờ nó đi lên gốc trên đó rồi nghe cả nhà. Lên gốc lúc trên đó đó. Bỏ mình đây nè. Đây là cái rộng mình nghe cả nhà. Ếch kêu quá kêu rồi cả nhà ơi. Để mình xuống bắt có mình sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Mới xuống gặp con này cả nhà. Lúc này mình cặp được bờ luôn. Nên vừa cây luôn. Nước này trong đỏ. Nói vô cây này. Nó vô hang nè. Rồi đực ngộ luôn rồi, vô hang luôn đó nè. Cái hang hết sức to. Thành cái đường kẻ đang biết. Ô cái đường kẻ. Mới thấy nó nhúc nhích nè, đường kẻ. Đó. À đừng con cả nhà ơi. Mới xuống đừng con luôn. Đây con mới lặn cả nhà ơi. Mới mệt xuống. Bò đi đâu không biết nữa. Cái. Đây nè, đây nè đục đục đây nè cả nhà. Chắc đục ở đây nè. Nước đục ngậu luôn nè. Cái nhà. À, dính nè. Thấy đục ngậu luôn. Hết đực nha cả nhà. Đây là con nữa nè. Con hết đực cả nhà ơi, nó nhảy lên trên này rồi nè. Nhủi vô trong đống cỏ này nè. Đây nè. Đúng nè. Rồi nhảy lên luôn kìa nè. Sao bắt ai không biết nữa. Chạm lên đánh vô chạm lên. Rồi. Rồi, bắt nhảy xuống đây à. Quá khó khăn thiệt. Bất đực. Ớt hay gì. Cặp hay con gì nữa. Thấy nhũ vô nhũ nữa cả nhà. Thấy nhũ vòng 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 á. Cặp cả nhà ơi. Cặp luôn. Úi ơi. Cặp mini. Trời ơi. Bó tay thiệt. Thấy nhủi gan con nhái vậy. Xíu. Đây cặp cả nhà ơi. Nó mọp nè. Mọp thì cặp nó rồi. Xa. Cái này chắc mới vô bắt cặp thế vậy. Mới vô bắt cặp á, bởi vậy nó còn nhát. Nó muốn chạy không à. Cặp này chắc bự quá. Mắt cũng to nữa nè. Cặp khóc hay gì trời mà nhau cao dưới trời. Ôi cặp ếch cả nhà ơi chạy rồi kìa.
Có ếch nhỏ nhảy cũng hơi đâu nổi đâu, măng cặp nhảy hơi đú giò, nhà trống nữa đó, nè ếch cái bự nghe nha. Chưa cả nhà, đầm cây luôn, ếch cái á, bò chuột luôn rồi, ôi, chập học luôn, dính ếch cái, rồi còn ếch đợt chay rồi, chụp sâu nó trơn, bó tay luôn, anh còn cả nhà mệt này cả nhà, mệt xuống vô muốn, ngủ trong vô muốn. Giọng trong cục cũng muốn rồi nè. Đây. Cái nghe nha. Cái hết đực thì quá bự rồi. Bành tráng luôn cả nhà ơi. À. Đó. Thì lù luôn. Thôi vô có đực cha nha. Ô cha bá nữa nha. Hết sức rồi, đực rồi nè, hết sức rồi. Đây con ở nhà nằm trong con muống nè, nằm xuống luôn. Bữa nay sao ớt thì không có ớt cả nhà ơi, ớt yếu ớt quá quá kêu mà không thấy, gọi không thấy cả nhà ơi. Nằm trong con muống dưới ấy không ớt đực nữa. Nhà ớt đực cũng đỡ đỡ cả nhà, tốt. Đây ớt cả nhà ơi, bắt con ớt đi đâu cả trăm thước rồi. Sao năm nay cái mùa này sao mà ớt nó bắt khó bắt quá. Chứ năm nào như năm nấy là mình bắt ha, là 10 ký, mười mấy ký, 7-8 ký là ít đó. Vừa nó 7-8 ký là trung bình đó cả nhà. Sao năm nay bắt yếu quá yếu. Bữa trúng bữa thắt hoài. Chứ mình cũng lớn tuổi rồi, giết mắt cũng yếu nữa cả nhà ơi. Đây nè. Ít đực nữa cả nhà ơi. Đó. Ít đực ở đây bự bự không à. Con 100 gram không đó. 10 con gì là 1 kg đó, phải gu đó cả nhà. Bành bành không. Lúc này con nữa nè cả nhà ơi. Ít lẻ không à cả nhà ơi. Đi lần cái trăm thước bắt con. Nãy được có một cặp một với cặp kia. Mà cái cặp kia mình ấy nó nhảy tốt con đực. Nó vượt cặp rồi nó nhảy ốc cục nổi luôn đó nha. Nhảy vừa không kịp luôn á. Ít cái đực nữa đây. Ít đực không rồi nha ơi. Ít đực bự bự không à. Con nào nấy vậy nè, cứ già không á, bệnh bệnh không. Đây con ếch hả, con nhái trời mà nó mệt xuống trời, năm cặp quá. Cặp cả nhà ơi, phải không biết nữa, thấy trên có con một nè, ô cặp cả nhà. Cặp này nhỏ cả nhà ơi. Đây. Mệt xuống giống nhái quá. Nhỏ xíu. Đây cặp này cả nhà ơi. Qua đi cả chục. Quên hết đi. Đi cả trăm thước vậy cả nhà. Chắc mình bắt cặp này nữa mình ngưng cả nhà ơi. Sáng luôn rồi.
đêm muốn xỉu luôn á. Đêm muốn xỉu luôn mà lâu lâu mới có. Một đêm gì chắc mình đi mấy chục cây số cả nhà. Đi bắt ếch này á. Quá mệt. Mình bị bệnh tim nữa. Đi thở như quỷ vậy. Ôi nó mệt xíu ở đây. Nhìn cái này còn được đốt tiêu à. Đốt tiêu trời. Tiêu trời. Hay vậy ta. Nhũ như nhũ là một đốt tiêu luôn. Con một cái nhỏ. Thôi mình lên bờ luôn rồi cả nhà ơi. Quá mệt rồi, đi tới sáng luôn rồi. Này được kiếm mấy 2 kg lô rồi cả nhà ơi. Kiếm mấy 2 kg vậy. Nghe mình thì nó chất quớt rồi. Này nghe mình nè. Dạ có cả nhà ơi. Chất quớt rồi, mình đi quá trời đi rồi, được có kiếm mấy 2 kg vậy. Đây là cái gọng mình nè. Thôi video mình cũng tới đây đã ngưng nghe cả nhà. Nếu mà cả nhà xem có vui thì cả nhà cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ nha cả nhà, để mình có cái động lực ra video mới cho cả nhà xem cho vui nha, và giải trí nha cả nhà. Thôi bye bye cả nhà nha.